ngồi ở đây ai cũng biết phải, ai cũng biết trái hết trơn á. Không có thể ngồi ở đây mà không nói chuyện tôi không biết thế nào là phải, thế nào là trái. Nhưng mà khi một cơn thịnh nộ, cơn sân si nó nổi lên rồi, tức quá đi, làm sao? Chửi cái này, ai nói xấu mình chửi lại cái này. Hay là mình đập bàn, đập ghế. Khi mà sân hận, ở đây ai cũng biết sân hận là xấu, sân si là xấu, sân si là không tốt. Mỗi lần mình nổi nóng lên á là tim mình sẽ đập đập nhanh, cholesterol trong máu nó sẽ tăng lên, cho nên mình có thể bị tai biến mạch máu não, là bị stroke, có thể bị heart attack, nhiều thứ. Mình biết sân si là rất xấu rồi đó, thế nhưng mà tại sao mình vẫn vẫn sân? Why? Không control được, tại sao? Bây giờ ở ngồi đây ai mỗi người đều có một cái nguyên nhân, một cái lý do, và tất cả đều đúng hết, tất cả đều đúng hết. Cho nên ở đây mình xin nói gọn để dễ nhớ, tội lỗi là gì? Là sự không vượt nổi con người của chính chính mình. Cho nên tôi có làm hai câu thơ như thế này: trầm luân bởi một chữ tình. Chữ tình ở đây là nói đến thế giới của cảm xúc, nó có nhiều thứ gọi là hỷ nộ ái ố, đủ loại thất tình lục dục, chữ tình chứ không phải là tình tình yêu không. Trầm luân bởi một chữ tình, tội là gì? Tội mình chẳng vượt nổi mình vậy thôi. Xin đọc lại: trầm luân bởi một chữ tình, tội mình chẳng vượt nổi mình vậy thôi. Tự mình không vượt nổi được con người của chính chính mình. Tiếng Anh gọi là cái gì? Tiếng Anh gọi là mình không control được con người của chính mình. Tại sao mình không control được con người của chính mình? Người thì nói là không đủ khả năng, người thì nói là do vô minh, người gì nữa? Người do nghiệp, người bản ngã, rồi gì nữa? Chấp, rồi gì nữa? Hả? Sân hận. Nói rất nhiều, nhưng mà mình phải thấy được cái nguyên nhân trực tiếp làm cho mình không control được cái cơn sân của mình. Thiếu tỉnh thức, nói dễ lắm, cái gì cũng đúng hết. Trước khi đi vào vấn đề này, tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Có một cái gia đình bộ tộc Cherokee, tức là người người Mỹ bản xứ đó, Native American. Thì một đêm lạnh, có hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau. Thì người ông mới nói với cháu nội của mình, dạy cho cháu nội của mình: này con à, trong cuộc sống của mình luôn luôn có hai con mèo tranh chấp và chiến đấu với nhau. Trong cuộc sống của mình, một con mèo thì tượng trưng cho điều điều thiện, cho từ bi, cho khoan dung, cho hỷ xả. Còn một con mèo thì tượng trưng cho gì? Cho điều ác, cho khổ đau, cho tham, cho sân, cho si. Một con thì thiện, một con thì ác, một con thì hạnh phúc và một con khổ đau. Ông ta nói rằng trong cuộc sống của mỗi con người luôn luôn có hai con mèo đó, hàng ngày hàng đêm 24 giờ trong một ngày nó tranh chấp và giành giật lẫn nhau, nó giày xéo đời sống của con. Thì ông ta dạy một bài học đạo lý cho đứa con.
Thì đứa cháu nó mới hỏi là ông nội đó, nhưng thưa ông, hai con mèo đó tranh chấp với nhau liên tục như vậy, rốt cuộc thì con nào thắng? Thưa đại chúng, con nào thắng? Nếu quý vị trả lời, con gì? Chắc không? Ai cũng nói con thiện thắng. Và hồi đó khi đọc câu chuyện đến đó, tôi gấp sách lại, tôi tự hỏi, tôi không dám đọc nữa. Bởi vì nếu mình đọc nữa đó thì mình biết đi rồi. Bây giờ mình thử thử mình có nói đúng hay không. Đọc tới đó cái tôi không đọc nữa, tôi nhắm mắt lại. Tôi tự trả lời cho mình, con nào thắng đây? Ai, người thì nói con thiện sẽ thắng. Người thì nói con ác sẽ thắng. Rồi người thì nói không, con nào nào thắng? Rốt cuộc thì làm sao đây? À, dở sách ra coi đáp số à? Thưa đại chúng, ông nội trả lời cho đứa cháu nội rất là hay. Nguyên văn tiếng Anh như thế này. Câu hỏi là Which cat wins? Con mèo nào sẽ thắng? Thì ông ta trả lời The one you feed. Cái con mà bạn nuôi nó hàng ngày. Câu chuyện quá hay. Các vị nên nhớ, không phải tôi biết thiện biết ác là tôi được hạnh phúc hay là tôi sống êm đềm. Có những người biết tất cả những thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là phải, thế nào trái, thế nhưng mà vẫn không vượt qua nổi con người của chính mình, vẫn tiếp tục làm những điều tội lỗi. Chúng ta ở đây ai cũng biết sân là xấu, xấu ác, nhưng mình không vượt qua nổi. Cho nên cái câu trả lời nên nhớ rằng cái tri kiến, cái sự hiểu biết là một phần mà thôi, nhưng trên thực tế mình đang nuôi cái gì thì cái đó trở thành con người thực sự của chính mình. Nếu mình ngồi ở đây, tất cả mọi người đều ở một đất nước thanh bình như ở đây, nhưng nếu mình nuôi thù hận thì mình trở thành một con người đầy đầy ắp thù hận. Và nếu mình là con người hỷ xả thì cuộc sống mình đầy ắp hỷ xả. Cho nên không phải là mình biết xấu mà mình không không xấu, không phải là mình biết tốt mà là mình tốt, mà vấn đề là mình đang nuôi dưỡng cái gì trong cuộc sống của mình, trong tâm hồn của mình. Tham sân si mình đang nuôi có gì. Cho nên đại chúng nhớ hả, ai mà ngồi nói cái thiện trước sau gì sẽ thắng, đó là nói theo duy lý thôi. Ai mà nói cái ác thắng thì nói theo cái sợ hãi của mình. Nhưng mình phải câu nói thực tế là mình đang nuôi cái gì thì cái đó sẽ chiến thắng. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật thì tâm hồn của mình, các thầy thường giảng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hoa sen sẽ nở ra. Hoa sen là gì? Là cư trần bất bất nhiễm. Trong buồn gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chén nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Mỗi ngày mình niệm một câu Phật ấy, là mình gieo vào tàn thức, vào đời sống của mình một hạt giống bất nhiễm, cư trần bất nhiễm, ở trong trần thế mà không ô nhiễm. Còn nếu như mỗi ngày mình cứ chửi lộn hoài thì sao? Ngủ dậy chửi, ngủ dậy là chửi, ngủ dậy là chửi, thì tất nhiên mình sẽ sân hận đầy ắp con người của mình. Đó là cái câu trả lời The one you feed. Bạn đang nuôi cái gì? Bạn đang cho cái con nào ấy? Những hai con mèo đó bạn đang cho con nào ấy? Chừng đó phải thôi. Đó đó là cái gọi là cái con đường tu tập thực tiễn. Không có gì là huyền bí, không có gì là mộng tưởng hão huyền, mà đó là con đường tu tập chính Đức Phật đã đi qua và Ngài dạy chúng ta. Chỉ chừng đó vậy thôi. Thưa đại chúng, tôi muốn đi sâu hơn một chút, là muốn hỏi rằng cái nguyên nhân vì sao mình không control được cái tâm của mình. Thì bây giờ câu trả lời sẽ là mình phải đi sâu hơn một chút về cái chuyện gọi là cái hạt giống của tâm, tâm thức.
Ở đây các vị nào đã học về giáo lý năm uẩn rồi, xin giơ tay lên. Ít quá, mới có một hai người, ít quá. Năm uẩn là gì? Ít quá các vị học, nên nó năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thưa đại chúng, bởi đây tôi xin không có thời gian, xin không nói về năm uẩn, nhưng mà chỉ xin tóm tắt một chút xíu để mình thấy này. Những vị mà chưa học giáo lý này thấy Đức Phật dạy con người là gì? Con người là gì? Con người là một tập hợp của năm uẩn. Năm uẩn tức là năm cái tổ hợp hay là năm cái group, tiếng Anh gọi là aggregate. Năm uẩn, con người là một tập hợp của năm uẩn. Năm uẩn là gì? Là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là thuộc về vật, vật lý. Thọ là feeling. Tưởng tiếng Anh là perception. Hành là gì? Hành đó là tiếng Anh gọi là mental formation, tức là về tạo tác của tâm, những tạo tác của tâm. Và thức gọi là consciousness. Sắc, thọ, tưởng, vận, hành và thức. Tôi xin nói giải thích ngắn gọn để mình thấy. Sắc là thuộc về vật lý, thọ là thuộc về cảm xúc, feeling. Rồi từ thọ mới có cái gọi là cái tưởng. Từ cái cảm xúc rồi thì nó có những cái ảnh tượng của tri giác. Tưởng là gì? Là ngôn ngữ, là khái niệm, là hình ảnh, những cái nằm trong trong đầu của mình gọi là tưởng. Và hành là tạo tác hay là tư duy, suy nghĩ. Và thức là sự nhận biết. Thì như thế này, bây giờ xin hỏi đại chúng, các vị ai mà biết rồi thì thôi, nhưng ai chưa biết thì xin trả lời. Thế còn biết rồi trả lời không có để nói em. Tâm là cái gì? Xin hỏi đại chúng ở đây, tâm ở đâu? Tâm ở đâu? Cái tâm ở đang ở đâu? Cái tâm ở đâu? Các vị nói càng nhiều càng sai lầm. Cho nên á, bây giờ thầy hỏi tâm ở đâu chứ thầy đâu có hỏi có thấy tâm hay không. Người nói tâm là cái óc, cho nên nó xin đừng trả lời ấy. Bên chúng tôi hỏi là để giới thiệu, còn thì đúng rồi, làm sao thấy tâm vô hình, làm sao thấy được. Nhưng xin hỏi tâm đang ở đâu? Tâm là những chỗ nào đau hay là ngứa là chỗ nào đó, tức là mình bị cái tâm ở đó, tức là có nghi nghĩ đó, tức là mình bị cái tâm ở đó. Thưa đại chúng, thì hầu hết những câu hỏi đó thì câu hỏi thì do tôi đưa ra, nhưng mà câu trả lời thì hầu hết là mỗi vị hiểu được tâm là gì, thấy được tâm là gì, nhưng mà không nắm chắc được, không nắm chắc được. Bây giờ tôi xin chỉ một cái cách thức, giới thiệu một cách thức để mình không có mơ màng về cái chuyện này nữa. Bởi vì cái tâm á quan trọng lắm. Khi hỏi tâm ở đâu, bây giờ xưa đại chúng quý vị giơ tay lên này, giơ tay lên, xin Hoan Hỷ giơ tay lên. Bây giờ quý vị gõ đây đi, gõ lên cái vai mình. Tâm ở đâu? Nó đang nằm đây. Bây giờ gõ đây đi. Bây giờ nó chuyển qua đây. Vì sao? Vì sao mình đang gõ, mình biết là cái tâm mình đang ở đây? Bây giờ mình đang nhận biết, có sự hiểu biết đang ở đây. Bây giờ mình gõ ở đây thì mình có sự hiểu biết, có sự cảm xúc nó đang nằm ở đây. Cho nên xin như thế này, vì sao mình phải làm như vậy? Bởi vì khi mình ngồi đó,
mình không biết cái tâm mình nó ở đâu ấy. Có thể mình để ở suy nghĩ ở tại ở đây, có khi mình ngồi ở đây nhưng mà mình nghĩ cái chuyện ở ngoài ngoài chợ, hay là ở ngoài ngoài đường, ngoài xá, ngoài bến xe, ngoài sân bay, ngoài các thứ. Nhưng mà khi mình gõ gõ như vậy là mình có một cái sự gọi là tiếp xúc, và có một cái sự cảm cảm xúc. Cảm xúc tiếng Anh gọi là feeling. Và Đức Phật dạy như thế này: cảm xúc là gì? Cảm thọ đó, nó có ba loại: khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc, hay gọi là xả thọ. Bây giờ mình cần biết đại khái là cảm thọ là feeling, là cảm xúc. Đức Phật dạy cảm xúc chính là thức ăn để nuôi dưỡng tâm, tâm thức. Thưa đại chúng, ví dụ như bây giờ cái đèn đèn này, bây giờ đang đốt cái đèn này, khi mình để cái tay vào thì mình cảm giác được nóng. Và khi mình cảm nóng rồi đó, thì bây giờ trong đầu mình nó mới có một cái cảm xúc về khổ đau do cái nóng nó tạo ra. Hay là bây giờ giả sử như trong ở trong hội trường đạo tràng này có một người mình ghét, thấy mặt là mình ghét à. Mà sáng giờ mình đi đường đường bả đi ngã mình không thấy. Bây giờ chiều đi vô nghe pháp, ngồi xuống thấy bả ngồi bên. À, khi mà thấy bả ngồi bên, tự nhiên vừa thấy cái là tự nhiên cái feeling bất an, hay cái không ưa, à, cảm giác không thích, uncomfortable, thấy khó chịu trong người mình, nó sẽ hiện lên. Thì nó phải qua gì? Nó phải qua cái sự cảm xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vị. Cho nên Đức Phật dạy như thế này: thưa đại chúng, đây là cái pháp môn tu tập căn bản. Cảm xúc là thức ăn của tâm, tâm thức. Chính vì có cảm xúc vui, buồn hay là không vui, không buồn, mà tâm thức mình nó phát triển theo một cái chiều hướng nhất định của nó. Ví dụ khi mình cảm xúc mà đói chẳng hạn, khi mà đói thì bắt đầu cái tâm mình bắt đầu tưởng tới tới thức ăn. Mà nếu mình đói chút xíu mình thì tự động mình phải đi kiếm. Cái feeling, cái cảm xúc của mình nó thúc đẩy mình đi tìm kiếm thức ăn. Cho nên xin nhắc lại, cái tâm, cảm xúc, cái feeling đó chính là cái thức ăn của tâm, tâm thức. Ở đâu có những cảm xúc thì cái tâm thức nó sẽ nhấn mạnh ở đó. Khi mình buồn á thì sao? Mình quá đau buồn đi, cảm xúc mình đau buồn quá thì cái tâm của mình nó sẽ trở thành đau, đau buồn. Và khi tâm mình đau buồn thì cái hoàn cảnh nó ta đau, đau buồn. Người vui thì cạnh cũng vui, người buồn cạnh có ngược xuôi cũng buồn. Khi mình vui thì cảnh cũng vui, mà khi mình buồn cảnh có ngược xuôi cũng buồn. Thì đó là cho thấy từ thế giới cảm xúc cho đến cái tâm, và từ tâm nó sẽ biến ra cái đời sống hiện thực của mình. Và đó là cái con đường mà chúng ta cần phải lưu ý. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy như thế này: để có một cảm xúc thì phải có để có một cảm xúc hay là một feeling á, thì phải có sự tiếp xúc giữa căn và trần. Căn là gì? Là mắt. Con người mình có 6 căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ví dụ như là sắc, con mắt. Căn là con mắt, mà sắc là gì? Cái ly. Thì khi con mắt nhìn thấy cái ly thì biết đó là cái ly. Hay là khi con mắt nhìn thấy một cái ly, đó là ly nước, à, ví dụ nước chanh hay nước cam chẳng hạn. Mình cầm cái ly, mình bưng, mình uống thì bắt đầu mình cảm được cái hương vị. À, nước cam thì ngọt, à, nước chanh, à, chanh thì chua. Bây giờ trời nắng rồi mình nói tới chanh với muối thì tự nhiên cái mình đút nước miếng. Thì đó là gì? Đó là cái cảm xúc. Cảm xúc. Ví dụ như người đem bây giờ đem trái chanh ra, rồi cắt ra, rồi làm hai, làm ba, làm tư, rồi chấm chút muối ớt cả, rồi bỏ vô miệng thì sao? À, thầy nói nhưng mà thầy cũng phải nuốt nước miếng thôi. Là bởi vì đó là thế giới của cảm xúc. Cho nên thưa đại chúng, để có một cảm xúc thì trước hết phải có sự tiếp xúc giữa căn và trần. Tức là giữa thân căn và trần căn.
Và khi căn và cảnh gặp nhau thì sẽ tạo nên một loại cảm xúc, và cảm xúc chính là thức ăn của tâm. Bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa, mình mới thấy rằng cái cảm xúc bao giờ nó cũng trực tiếp và chân thành. Cái tâm của mình á, về mặt lý trí mình á, có thể tôi lý trí của mình á, nó có thể đánh lừa mình. Cái tâm của mình á, ví dụ ngồi đây mình biết á, là lý trí của mình biết thế này là vui này, thế kia là buồn này, hay là biết phải này, biết trái này, hay là có thể là mình có chuyện buồn trong lòng mình, nhưng mà bây giờ có người bạn đến thăm, không lẽ lâu ngày người ta tới thăm, bây giờ mình đem chuyện buồn ra mình nói, nên mình giấu. Người bạn hỏi mình sao anh chị lúc này gia đình sao, nói vui lắm, mọi chuyện tốt đẹp hết, không có gì hết. Đó là về lý trí, tức là cái tâm mình có thể nó manh muốn, có thể nó xảo quyệt, nó lọc lừa, nó che giấu, nó làm đủ mọi động tác. Nhưng mà cái cảm xúc của mình thường thì rất thực thà. Ví dụ khi mà đói quá có cười được không?